Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bếp Quýt Thành. Ông ơi, các bạn ơi, trong video ngày hôm nay sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện rất là đáng sợ luôn. Rất là buồn ngủ luôn. Thôi, em có điều gì muốn nói với các bạn thì nói đi, trước khi vào câu chuyện này rất là dài và đáng sợ đấy. À, anh Bếp Quýt Thành và chị Ốc xin gửi lời chào đặc biệt đến bạn Mai Khắc Minh Châu. Chúc Mai Khắc Minh Châu trong ngoan học giỏi và nghe lời ông bà cha mẹ nha. Và bạn nào cũng muốn được gửi lời chúc như thế thì hãy bấm đăng ký kênh này, bấm like video và bình luận ở dưới nhá, em cũng muốn. Đúng Còn rồi. Bây giờ vào câu chuyện của Bê Quy Thành thôi. Ok. Ngày xưa Bê Quy Thành đang đi trên đường như một ngày bình thường thì bỗng ngã úp mặt và lạc vào backroom. Câu chuyện hết. What the hell? Bảo sao nó dài lắm. Đấy, sau khi rơi vào backroom thì Bê Quy Thành đã tìm cách để làm sao có thể thoát khỏi cái nơi này. Nơi này nó rất là loằng ngoằng và có rất nhiều quái vật luôn ốc ạ. Ờ thôi đi. Đau hết cả đầu. Ui, hình như là mình còn được cái gì ấy. Mình được miễn phí cái Grimmer Shack nếu như mình kết thúc kìa. Cốc này cao hơn cả Bê Quy Thành luôn. Uống từ giờ đến lúc già luôn. Uống đến chết luôn. Ờ quá ngon. Rồi bây giờ đi thôi các bạn ơi. Ấy, vừa mới sắm được khẩu súng đang đi oách select thì bỗng bị rơi vào backroom, chả hiểu chuyện gì xảy ra súng luôn. Súng này là bọn mình mua súng nét là được mã đấy, không phải ai cũng được đâu nha. Mua súng ngoài đời thật xong nhập mã và thế là nhận được súng này trong game luôn các bạn. Quá đỉnh luôn nha. Bạn mình kinh rồi. Ui, ở đây có mấy bạn kiểu là nhân viên ở trong khu này. Ui, có cái người, có hình người vẽ trên sàn giống như là một vụ ám sát vừa xảy ra và người này hẹo đấy, thấy không? Chết thè lè lưỡi như này nè. Đấy, em kéo giống cái đứa nằm ở đấy đấy. Anh đang chơi anh chết trước đi. Đây, yên tâm, anh sẽ thoát khỏi đây được. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm chơi obby của anh thì mấy cái trò này không là phải con lú kìa. À, nó là con chó ấy, Bê Quy Thành ạ. Really nigga. Người mà. Không nhìn cái Mimi ấy nó bảo là à con chó này mà. Ui giời ơi, người đấy không phải con chó đâu. Người á? Ờ. Người kiểu gì ấy? Nhưng mà chắc người đấy bị quái vật nhập và biến thành quái vật rồi. Ui nhiều giấy chưa này. Bút đấy, bút đăng ký đấy các bạn ạ. Wow, cái bút này mà rơi chắc chết queo luôn. Đây là bút mực xanh đúng không? Giống cái bút của ốc ở nhà. Ý thì chắc màu xanh này là bút mực xanh rồi. Ừ. Hello bạn ơi. Bạn đấy là ai mà đứng đấy nhỉ? Không biết được, chắc là mấy cái người kiểu là nhân viên thám hiểm ở cái khu này thôi. Cái bạn áo vàng đi sau anh ấy hình như là bạn ý là fan hâm mộ đấy. Kệ bạn ấy đi. Rất nhiều cái khuôn mặt này. Nhìn ghê thật, mình cứ tưởng nó là làn khói. Nhưng mà không phải, là những gương mặt cứ mập mờ ẩn ẩn hiện hiện. Chờ Bê Quy Thành rơi vào chết toi. Rơi vào đây, đây thử rơi vào nào. Đồ ngu. Chết toi thật các bạn. Thật chết toi lại còn thử rơi vào ấy rồi. Biết chắc là chết lại còn thử. Ui dưới còn có gai anh vừa thủng người luôn. Ờ. Rồi không sao. Đi qua đơn giản thôi. Mấy cái back room thì làm sao mà nhốt được Bê Quy Thành. Ôi gì? Đi kiểu gì bây giờ? Bên kia hay sao? Đấy đúng rồi. Ờ đúng rồi đấy. Ờ. Đó là đường liền mà. Tối qua không nhỉ? Ôi giời ơi. Trời rốt thật đấy. Cái cửa này có mở được không? Mở được các bạn ạ. Ui cái gì kìa? Trên cái xe đấy trolley đẩy hành lý có cái gì kìa? Hép một tấm cuộn băng. Một cuộn băng. Ờ mình phải lấy được 10 cuộn băng. Nhưng mà Bê Quy Thành mới lấy được có một cái. À nhảy lên trên này. Nó định lừa mình á. Còn lâu mới lừa được mình. Đấy nó thò ra thì mình sẽ nhảy. Chạy lên nhanh lên. Đúng rồi. Nhảy lên nhanh lên. Nhanh lên. Anh rất nhanh luôn ốc ạ. Anh chạy nhanh quá. Chạy nhanh nhưng trước xe không phanh luôn. Được rồi đấy. Ui đây là những cái xe đẩy này. Ờ xe này anh thấy ở trong khách sạn đó. Đúng rồi, xe này xe đẩy hành lý. Còn cái xe này xe đẩy đồ ăn. Đấy, nó xoay. Chờ nó xoay để nhảy sang. Các bạn nhìn thấy không? Dưới toàn gai thôi. Ờ. Mình mà rơi xuống là gai đâm mình thủng người luôn. Đâm cho Bê Quy Thành đi. Ủa, chết chân chưa? Chết, thấy chưa? Đấy. Bạn áo vàng đằng sau ấy. Bạn ấy đang đi theo anh ấy. Chờ bạn ấy đi. Bạn ấy quá chậm. Anh chơi quá hay. Ôi, đâm đầu vào tường chơi quá. Thế rồi, bây giờ làm gì ở đây hả ốc? À. Kê cái này lên xong rồi là nhảy qua cái hàng rào chứ làm cái gì. Đây chơi là bao nhiêu để cần có hỏi, bực thế nhỉ. Đây là cái bực đây, đây chắc là cái hành lý đúng không? Vali à? Rồi. Sau đó mình lại xếp cái này đến đây. Xếp 1 hay 2? Chắc là 2, 1 không nhảy được. Ừ. Rồi. Rồi các bạn ơi.
Bình Quỳ Thành, ôi chân ngắn, tay bơi mãi mới lên được. Cay thế à? Thêm cái nữa đi. À không cần à, ghê đấy. Chẳng qua đấy là ghê mà lỗi thôi chứ chân anh dài lắm. Thế này, chân dài lắm. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Chân dài, 50cm. Mãi bốc phét quái vật cắn chết rồi. Ai à. Quái vật ở đâu tự nhiên xuất hiện? Quái vật từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương à? Chú giấu kỹ quá, anh chẳng biết gì cả. Bố mẹ cũng chẳng biết gì luôn. Không lên được ạ, chắc anh phải kiếm một cái thùng. Đúng rồi, chân ngắn như anh thì lên làm sao rồi. Đấy, gì đâu, dưới à? Gì ấy, con gì ấy? Con quái vật ở trong back room đó. Con này nó đuổi mình á. Nó đuổi mình đó. Ê, nó đến gần mình là nó nhễu nhễu này các bạn này. Mình sẽ chui qua đây xem nó chui được không. Chui làm sao được. Ôi nó chui được. Mẹ con gì thò mặt ra kia trông mặt nó đần đần ấy. Ôi nó biến mất rồi, nó chỉ lú ra dọa mình chứ à? Đúng rồi, con kia nó bị mắc kẹt rồi. Đấy, con đấy làm sao mà chạy qua được cái thang. Đúng rồi nhở, người ta để cái thang đấy cho mình là có dụng ý. Thế đây là làm gì đây? Làm gì ai biết cảm làm giác gì? Như là leo lên. Đúng rồi. Có cái thang thì mình phải leo trên này các bạn ơi. Xong rồi gió sẽ đẩy mình bay lên. Dễ mà. Có biết là bật chế độ bay lên không? Không, đây là quạt bật chế độ bay lên chứ mình cần gì phải bật. Đồ ăn hại. Lên, mẹ lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải thật đúng nhanh, rồi. Không là rụng xuống. Lưỡi cưa. Kịp rồi. Cưa đây. Cưa này làm sao làm khó được anh. Cưa một phát đời Bê Quy Thành tàn luôn. Anh Bê Quy Thành chơi quá hay. Nên là các bạn đừng quên cho anh một tràng vỗ tay bằng cách bấm like video nha. Vỗ tay. Sời, tuyệt vời. Lại leo lên nữa hả? Ôi trời rốt thật các bạn ơi. Thế sao á? Phải nhảy các bạn ạ. Sao phải nhảy, đi bên viền đi. Đi bên viền này. Nhè. Đấy người ta bảo là đúng ngu. Có biết chơi không? Biết thế, đi lên viền như ốc nói là đi một phát qua luôn rồi. Hôm sau mình cũng chơi trò này ở kênh Ốc TV. Mình sẽ chơi cho các bạn thấy thế nào mới gọi là chơi đẳng cấp. Ok. Ui, có mấy người nhân viên mặc áo phòng gì nhỉ? Thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm ấy. Ây, nó đang nhìn một cái thứ gì đấy, một cái luồng khói rất là ảo macada các bạn ạ. Trên này là có một khuôn mặt với rất nhiều răng nhọn. Đúng, và nhìn mặt nó đang cười đấy. Nó cười, bên Quy Thành nó bảo là thằng này chơi ngu nhất trong những người tao gặp. Chơi hay quá. Em chả hiểu đi nó. Đi qua đi, không biết đấy là con gì nhỉ. Các bạn ơi, đây là con gì đây? Các bạn bảo mày cút. Ui, mình có làm gì đâu mà đuổi các mình. Các bạn bảo Bên Quy Thành nó cút. Đây, mình sẽ đây. Nhảy qua này. Mấy cái ghế này thì làm sao khó được anh. Sợ, nhảy ngang luôn này. Ui sợ. Vẫn còn nhảy xuống nữa kìa. Gì ấy? Ui, đen trắng à? Ôi. Đen trắng này là game hơi ảo nha các bạn ơi. Nhảy qua. Sao game này nó cứ nhè mờ nhỉ? Hay là trong back room nó thế nhỉ? Đúng rồi, trong back room nó thế mà. À, thế à? Trong back room nó sẽ bị nhiều đâu các bạn. Chứ nó không bình thường như ngoài đời. Anh mới là người không bình thường á, baby. Anh là rất là không bình thường luôn đấy. Đấy là anh đi lỗi thôi. Chứ bây giờ nhảy một phát qua ngay. Đảm bảo các bạn sẽ khen anh Vũ Thành chơi quá hay. Đây, thế còn đây. Ui, kia có cái như kiểu máy nghiền ấy. Ôi giời, đi một phát qua luôn. Mấy cái này làm khó sao được anh. Đại. Tưởng chạy được một mạch. Cuộn băng nữa nè. Ơ, sao chơi mãi chả đến đích thế nhở? Anh còn không được xếp hạng trên bản đồ cái Bê Quy Thành ơi. Đây. Không sao, mấy cái quả trì gai này sao làm khó được Bê Quy Thành. Hư. Chết này. Mấy cái thứ này nó chỉ là dọa ốc thôi. Ốc cũng chả sợ đâu. Để mà xem. Ê giời. Biết chơi cái này không? Cái này có cái gì đâu. Hôm trước chơi thì có một cái trò nó giống như này rồi. Lấy cuộn băng chưa? Đâu rồi, lấy rồi. Đi với cái vàng vàng ấy cho mà chết to ấy. Anh không ngáo như em. Gì đây? Bật nút đi. Rốt thật đấy. Bật nút. Thế là xong. Quá đơn giản. Nhảy đi. Quá đơn giản. Nhưng mà anh bật được nút rồi. Anh vẫn quá đi được cửa này. Lều. Cái đồ bốc phét.
Ôi đấy, lại chết đấy, ôi giời. Cái gì à? Ông cứ trêu anh, đấy là tại ốc trêu thôi các bạn ạ. Lấy cuộn băng đi. Không phải. Ờ, đi, đi lối này. Đi ngược lại các bạn, ôi giời, ngáo thế. Nghĩ về tương lai, những cách Bê Quy Thành chơi mà mình thấy mệt mỏi. Thấy chơi quá hay luôn. Đấy rồi. Rồi, cane, cane. Rồi, ui giời, nhảy quá cao luôn. Ừ, nhảy cao quá lên. Ô, con gì ấy? Spider-Man, Spider-Man. À, à, quay vật đấy. Ôi. Đấy không phải Spider-Man đâu. À, nó lừa mình. Đúng rồi, nó ngụy trang ấy. Toàn lừa các bạn ạ. Cái kia nữa, một cái kia nữa. Bấm vào đây nữa thì nó mở được cửa. Ui nhòe nhòe khó chịu thật. Thì cái con này nó làm hiệu ứng nhòe nhòe màn hình mà. Ờ, mình phải thoát khỏi con này nó mới hết. Cút ra kia. Rồi sao? À, nhảy xuống vào cái chỗ ống cống của người ta đó. Ô, nhảy xuống chỗ toilet à? Ô! Ê, làm như lần đầu tiên á. Ui, con gì đồng chọc đầu tròn thô lố như cái thìa nhỉ? Ờ. Dọi nó lại đầu lên đi. Ôi ôi, chạy nhanh các bạn. Ừ. Ui giời, không thể cản bước được anh đâu. Ui, chỗ này nhiều ô tô quá, gọi là một cái gara ô tô. Rồi. Nào. Rồi. Nào. Rồi. Nào. Cũng có hồn đấy. Chơi quá hay chứ. Chơi cũng có hồn. Cẩn thận các bạn ạ, không là rơi xuống đấy. Cua. Bang tổ lái phái đua xe, ốc nhìn này làm mình một lần. Mình không thèm xem Bê Quy Thành luôn đấy. Bê Quy Thành chơi quá chán luôn. Quá chuẩn luôn. Ui, con gì ấy, con gì ấy? Ui. À, cái này là cái để mình luyện võ đấy, Bê Quy Thành biết không? Ôi, bù 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 bù. Nhưng mà cái này nó quay tít này mà động vào nó đập cho một phát thì vêu mồm. Ừ. Răng môi lẫn lộn luôn các bạn. Cái này để luyện võ như kiểu mình đánh. Ui, như kiểu này này các bạn này. Anh đâu có phải cái cột đâu, em đấm bùm 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 em vêu hết cả mồm ấy. Gá hết cả mồm ấy. Không, đỡ anh méo mồm. Chùm cuối, chùm cuối rồi. Chùm cuối đâu? Chùm cuối chưa xuất hiện. Ôi, nhưng mà đạn của chùm cuối đã xuất hiện. Kìa. Đạn đâu ạ? Thế sao bóng rổ bay? Em đâu ạ? Đạn bóng rổ bay tùm lum vậy. Kìa ơi, giời ơi, boss đâu? Boss là con nào? Con này à? À, bọn này nó bắn mình từ những ô cửa các bạn ơi. Không phải ô cửa đâu, như kiểu màn hình TV á. Bắn đi. Con mặt xanh. Con mặt chuối kia. Con mèo mặt chuối, con ốc. À, con sờ tiếp. À, con sờ tiếp. Bắn nó trượt thế nhỉ. Đằng sau nè, con đằng sau nè. Đây, ủi nhiều đấy kia, con chó kìa. Chó, à, con chó nè. Mở cửa rồi. Eo, eo, gánh nè. Nhảy Gangnam Style à? Không phải nhảy như thế. Gangnam Style là nhảy thế này. Thoát rồi. Ông thấy giỏi không? Nghe bảo câu chuyện dài đáng sợ lắm. Dài còn gì nữa. Các bạn ơi, vậy là sau khi Bê Quy Thành, một người rất đẹp trai, thông minh nhất hành tinh, đã trốn thoát khỏi backroom này. Ôi giời ơi, toàn bốc phét. Ô, mình có cái nước miễn phí rồi kìa. Đâu đâu đâu. Ấn 1. Ôi giời. Uống ngon ngon à? Mời các bạn nhé. Uống thì uống thì không uống mà ống hút các bạn ạ. Có ống hút nhưng lại cắm ống hút lên trán. Đây là lỗi game nhưng mà uống ngon lắm các bạn ơi. À, Việt quất đấy các bạn ạ. Ừ. Và các bạn thích video này đừng quên bấm like video, đăng ký kênh để biết xem quảng cáo ủng hộ Bê Quy Thành và ốc làm thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bê Quy Thành phải đọc rap hay sao? Rapper. Bấm like đi, bấm đăng ký kênh đi. Bye bye. Cái câu chuyện hay thế mà. Câu chuyện nhạt thế. Quá hay. Bà.